Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết. Tết cổ truyền là một nét đẹp của người Việt, nhưng Tết cũng đi kèm nhiều khắt khe rắc rối dưới cái vỏ truyền thống. Đó là câu chuyện đang được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Áp lực thăm hỏi, quà cáp biếu xén cho cả hai họ nội ngoại, cỗ bàn hay là đối mặt với những câu hỏi năm nào cũng hỏi như bao giờ lấy chồng, lương bao nhiêu, lương thưởng như thế nào. Tôi đây, mỗi năm về cũng chả cần quà cáp gì nhiều, ai nói gì thì mặc kệ. Tôi cầm một ít xíu về biếu ba mẹ để không khí lộc đầu năm. Còn lại chủ yếu ba mẹ thấy mặt con cái là vui rồi. Tiền bao nhiêu có thể đánh đổi được sự đoàn tụ của gia đình chứ? Mọi người cứ nghĩ khỏi về, mỗi tháng chu cấp ba mẹ là đủ. Xin thưa, các bạn có nghĩ đến cảm giác mà ba mẹ các bạn đang chịu không? Đó là nỗi nhớ con, chứ không phải nhớ tiền của con. Tôi lập nghiệp ở phương xa, 39 năm không bao giờ tôi về Tết. Về ngày thường, lo cho các cụ và hàng tuần, tháng điện cho các cụ là được rồi. Tôi cũng có gia đình, vợ con cháu nữa chứ. Tại sao phải quan tâm đến vấn đề quà cáp? Mình về với gia đình, anh chị em, bạn bè, đâu nhất thiết phải quà cáp biếu xén làm gì. Có bao nhiêu mình dùng bấy nhiêu, ảnh hưởng gì đâu. Không biết việc đâu ra mà ngày Tết nhiều việc đến như vậy. Vừa đi làm, tôi vừa tranh thủ đi mua quà cáp và đồ ăn uống trong nhà ngày Tết. Vừa nghỉ làm thì lao đầu vào dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà, rồi cả nhà trang trí bày biện nhà cửa. Có đến 4 ban thờ cần trưng hoa quả bánh mứt. Rồi chưa kịp thì đến buổi cúng tất niên cũng phải làm cho tươm tất. Loay hoay thế nào mà phải đến tối 30 Tết mọi chuyện mới tạm ổn. Mệt phờ là đi sửa soạn cúng giao thừa. Một áp lực khác của thời điểm đón Tết, ngoài việc dọn dẹp bày biện, là vấn đề quà cáp. Làm gì thì làm, quà Tết là phải có. Nào cấp trên, ông bà nội ngoại hai bên gia đình, các mối quan hệ ơn nghĩa, rồi đồng nghiệp bạn bè. Tặng quà cho nhau dịp Tết là một phong tục dễ thương, mang ý nghĩa tốt đẹp. Nhưng đôi khi nó cũng làm nhiều người phải khóc thét khi quà tốn kém tiền bạc, tâm sức và thời gian. Đó là khi món quà trở thành một thủ tục, mang tính hình thức, thậm chí biến thành những hành động mang ý nghĩa tiêu cực. Tết về rất tốn kém, nhưng không về thì rất buồn. Chỉ những người xa quê mới hiểu. Cần rất nhiều sự thay đổi tư duy, sự lên tiếng để thông điệp ăn Tết văn minh được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng, để Tết trở nên đáng yêu và trọn vẹn hơn. Chỉ cần chúng ta nghĩ một cách nhẹ nhàng, Tết là dịp để quây quần, để đoàn viên được ở bên nhau trong không khí mùa xuân là vui, thì sẽ không phải mượn những hình thức cầu kỳ vô nghĩa, mượn đến rượu bia để tưng bừng.